Bên hàng phương vĩ có mái trường thân yêu, nơi chập cánh ươm mầm xanh trí tuệ, là bó đuốc thắp sáng những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng, bao bạn bè sẽ nhớ mãi không quên lời thầy cô ta khắc mãi trong tim. Trường yêu ơi, mai ngời sáng tương lai, ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng, những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Dòng sông xanh vươn ngọn sóng khơi xa, câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới cho quê hương đất nước rạng ngời. Bên hàng phương vĩ có mái trường thân yêu, nơi chập cánh ươm mầm xanh trí tuệ, là bó đuốc thắp sáng những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng, bao bạn bè sẽ nhớ mãi không quên lời thầy cô ta khắc mãi trong tim. Trường yêu ơi, mai ngời sáng tương lai, ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng, những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Dòng sông xanh vươn ngọn sóng khơi xa, câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới cho quê hương đất nước rạng ngời. Trường yêu ơi, mai ngời sáng tương lai, ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng, những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới cho quê hương đất nước rạng ngời. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới cho quê hương đất nước rạng ngời. Các vị khách quý, thưa tất cả các bạn học sinh trên khóa 1988-1991, thời gian đã trôi qua rất nhanh, thế là 31 năm qua kể từ ngày khóa học 1988-1991 kết thúc. Chúng ta tạm biệt mái trường thân yêu số 2 Giao Lương. Yêu cầu mỗi bạn tìm cho chúng mình một con đường với để tiếp bước. Và hôm nay từ các mỏ miền của đất nước chúng ta hội tụ tại đây mong đợi để kỷ niệm 31 năm ngày ra trường, tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. 31 năm qua với biết ba
cao đổi thay, nhưng để cho mỗi người thì nhận ra mình, và khi chúng ta trở lại đây trên mảnh đất quê hương của chúng ta để hòa nhập lại thời học trò đầy ấm áp tình hiệu về thầy cô, về bạn bè, về mái trường thân yêu. 30 năm tất nghiệp ra trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi xa rời, tinh thần tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn, để có được một kỷ niệm đầy ý nghĩa này với tư cách là cựu học sinh của trường, chúng em bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến các ban giám hiệu, ban liên lạc đã cố gắng rất nhiều kết nối mà bởi vì công phu trong mọi điều kiện gặp mặt và làm việc ngày hôm nay là những tình cảm và sự đón tiếp của các thầy cô thư trưởng đã dành cho chúng tôi chú giáo và ấm áp từ nghĩa tình. Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn, tốt nghiệp cấp 3 năm 1991 với 8 lớp trên 400 học sinh học khóa 1988-1991, mỗi người đều có một ước mong, một tác động riêng. Người thì đi như là quân đội, người vào công tác ngành an ninh, người đi tốt là đại học cao đẳng trung cấp, người thì ở lại quê hương lao động trên đất quê hương lúa. Mỗi người, mỗi ngày, mỗi người, mỗi nghề, một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, chia tay kể đấy cách nhau. Cách đây đã 31 năm, chúng tôi từ khi tóc còn xanh, bây giờ gặp lại đều có điểm bạc. Thật bùi ngùi và xúc động khi một số bạn đã ra đi mãi mãi trong số học sinh 1988-1991, nhiều bạn đã thành đạt, điển vinh, đầu phó. Nhiều bạn đã đang giữ cương vị quan trọng của đất nước, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tuy vậy, đó vẫn còn những tình cảm. Trong khi đó, bạn còn rất vất vả, lằng nhằng, còn nhiều lo toan trong chăn trở. Nên gặp lại đây, không phân biệt giàu nghèo, địa vị cao thấp, tất cả vẫn đều bạn cùng nhau như ngày nào vẫn là học trò của trường cấp 3 số 2 Sa Lương. Ngày ấy chúng ta thực sự là tự hào và chúc mừng cho các bạn thành công trong sự nghiệp. Kính thưa các thầy cô giáo, các vị đại biểu, các bạn xin thân mến. Dẫu đời xuôi ngược đó đây, con tim quý các lời thầy khi xưa. Vậy là đã hơn 31 năm, chúng em rời xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Sau khi ra trường, mỗi người chúng em chọn cho mình một hướng đi riêng. Và hôm nay, sau một chặng đường dài, chúng em trở lại đây để gặp mặt thầy cô, bạn bè, để được sống lại những kỷ niệm của học trò, những năm là học sinh dưới mái trường của ông trung học Gia Lương 2. Chúng em luôn nhận được sự dạy bảo ân cần chú đáo của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường. Nhờ vậy mà hôm nay tất cả chúng em đều đã trưởng thành. Và trong ngày hôm nay, các thầy trong ban giám hiệu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới chúng em, các cựu học sinh khóa 1988-1991. Chúng em đã cần lắm những lời động viên, những lời chỉ dạy của các thầy để chúng em vững bước trong quá trình tiếp theo. Em xin trân trọng cảm ơn kính mời thầy Nguyễn Trọng Lộc, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông trung học Gia Lương 2, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường thời kỳ 1988-1991 nên phát biểu với chúng em trong buổi gặp mặt này. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa toàn thể những người đồng nghiệp gắn bó với bản thân tôi trong nhiều năm qua, hôm nay về họp mặt. Đặc biệt, tuổi 30 tròn có lẽ thế hệ học sinh gia trưởng hôm nay về đây hôm nay. Điều đầu tiên, tôi xin chúc các thầy trong ban giám hiệu của nhà trường vững bước lãnh đạo nhà trường ngày càng phát triển, đầy năng động sáng tạo khi chúng ta ở thế kỷ 21. Chúc các thầy cô, người gắn bó với tôi bây giờ đã trở thành ông bà mẫu mực, chỉ huy một tế bào gia đình của xã
hội Việt Nam. Đặc biệt, xin chúc các em gieo bước chân đất đầy, làm sự nghiệp dạy học. Chúc các em sẽ chở con thuyền tri thức bơi trên dòng sông trí tuệ cập bến bình an. Ba năm còn có lẽ, thời gian so với lịch sử chúng ta không đáng là bao, nhưng đối với đời con người thật đáng giá trị. Hôm nay về đây hội ngộ, chắc chắn chúng ta muốn ôn cố tri thân, đôi chuyện cũ để chúng ta biết được. Đặc biệt các em là người con của gia đình, chúng ta hiểu đôi chút về điều đó. Thưa toàn thể các thầy, các vị đại biểu, gia đình hai tiếng rất thân thương, êm mà an khang nghe thịnh đất thịnh vượng. Nhưng đầy sống đó, gia đình là đất quan thiên, người tài cũng ngắm, nỗi quan càng nhiều. Ý tôi sẽ minh họa một chút. Và gia đình một núi hai sông, bốn trang kỳ án tam công đại thần, tức là ba cái người đồng nghiệp cho mình đều bị án oan hết. Đấy, cái mảnh đất đó. Và hôm nay chúng ta trở lại khi xưa, khi năm tháng chín năm 1950 sát nhập theo tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị niêm phong miền Bắc, hợp nhất hai huyện Lương Tài và Gia Bình lấy tên là Gia Lương. Cho nên chúng ta có Gia Lương một, Gia Lương hai và Trung Ngọc một. Các Gia Lương chúng ta gắn bó, chúng ta phải biết lịch sử một chút. Nhưng khi đi nhận quyết định là an toàn khu của Bắc Giang thì về bến đò bạc tải, kẻ địch đã phục kích bắn chết đồng chí huyện đội trưởng của Lương Tài, chính trị viên của Gia Bình đó là đồng chí Phạm Văn Hộ và đồng chí Thái. Đồng chí Nguyễn Văn Minh quê hương tại Nhân Thắng đây là tỉnh ủy viên, đồng chí Lê Viết Hưng là bí thư huyện ủy Nam Tài cũng đều bị bắt trong cái trận phục kích ở Thái Bảo. Đấy, ra đời như vậy đầy thương mộng. Chúng ta trở lại trường trung học phổ thông Gia Bình, ra đời lúc đó cũng đầy điều chăn trở. Kẻ thù ném bom lần thứ hai để đưa chúng ta một việc là thời điều lắm. Và nhiều em học sinh năm đó ở ngoài đã được về đây nhất quyết định đến trường chống Mỹ. Như vậy cái câu thơ của em Phạm Thị Thái nói tả lại trần vũ đã đến đồng mà hàng lá minh công chết chơi vơi mà trò đi đến đó quần ve hố như sẵn cao thầy giảng bài nước nhập dưới chân đấy kiểm tra là những chuyện thế. Như vậy chúng ta gia đình ra đời cái trường đó rất nhiều kỷ niệm lắm các em ạ. À, tôi nói sơ qua có người họ chết thi án được cái gì thì tôi sẽ trở lại một tí chút để các em hiểu được. Bốn trang kỳ án tam công đại thần, kỳ án đó là gì? Cao Vũ Vương giúp An Ninh Vương chấm đặt vừa chuyện là cũng biết được, đưa thập kỷ lên để khuyên không được, về một năm sau đó bị người giết hại. Thực sự là tôi về trường này từ năm 1975
ra trường công tác đại học ấy, mình dành năm 62 để trường lớp 3 trước. Năm 75 chính thức ở đây. Và năm 90 nghỉ hưu. Nó là trong năm hơn 3 năm nghỉ hưu tôi thấy công việc rất phấn khởi. Tức là đang học sinh mặc dù là ở công tác nhiều nơi, nhiều vùng khác nhau, nhưng mà thực sự mà nói em rất là có tình cảm với thầy, những người đã trực tiếp dạy mình, nên tôi có thể nói rằng rút ra một bài cũng như thế, tức là không ngày nào mà nhiều bạn bằng nghề dạy học và không ngày nào cao quý bằng nghề dạy học như nhà nước đã đánh giá được. Tôi thấy là hôm nay trong buổi cuối cùng này thì được các em học sinh của khóa 8891 mời đến thì tôi thấy là rất trân trọng và thực sự nói là các em phát huy được những tốt đẹp của dân tộc. Chắc là tôi xin cảm ơn tất cả những điều mong muốn thầy rồi. Cho nên một lần nữa tôi xin kính chúc các thầy các cô mạnh khỏe, các em mạnh khỏe và công tác thật tốt. Hẹn ngày gặp lại. Nguyễn Trọng Lộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy Nguyễn Viết Lập, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy Nguyễn Văn Lý, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các thầy, các cô. Kính thưa các anh chị, cựu học sinh khóa 1988-1991 thân mến. Đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cấp ủy, ban giám hiệu và học sinh nhà trường xin gửi tới các thầy, các cô, các anh chị khóa học sinh 1988-1991 là chào trân trọng nhất, là chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Cá nhân tôi xin thay mặt thầy cô cảm ơn khóa 1988-1991 đã mang đến niềm vui được trở về được gặp lại đồng nghiệp tại mái trường xưa đối với thầy các cô. Cũng xin chúc mừng ban liên lạc khóa đã gắn kết được các lớp, chúc mừng các anh các chị cựu học sinh khóa 1988-1991 đã có mặt đông đủ ngày hôm nay, gặp lại nhau sau 31 năm xa cách, lại còn dịp rất đặc biệt nhân dịp 77 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thành lập trường. Tôi tin chắc rằng niềm vui, hạnh phúc, cảm xúc của các anh các chị, của các thầy cô được nhân lên rất nhiều lần. Và tôi cũng tin chắc rằng ý nghĩa to lớn của buổi gặp gỡ hôm nay không chỉ nằm ở việc thầy cô được gặp lại bạn bè, không chỉ nằm ở sự đoàn kết, chia sẻ của các anh các chị, không chỉ nằm ở con số thống kê mà lên sự thành công trong mọi lĩnh vực của các anh các chị trong cuộc sống hôm nay. Dù những cái điều tôi vừa nêu trên là rất có ý nghĩa, điều ý nghĩa nhất theo tôi cảm nhận được trong buổi gặp mặt của các anh các chị ngày hôm nay có lẽ nằm ở tình cảm mà các anh các chị đã dành cho thầy cô, cho mái trường, cho nhau
Tình cảm ấy chính là động lực to lớn giúp các anh chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và trưởng thành những ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi tin chắc rằng sau mỗi lần trở về như thế này, các anh, các chị lại có thêm nhiều khao khát, thêm nhiều niềm tin để tiếp tục vươn lên và thành công trong cuộc sống. Các thầy, các cô có thêm niềm tin, có thêm tình yêu nghề. Kính thưa các thầy, các cô, kính thưa các anh chị cựu sinh khóa 1988-1991, ngày lễ trọng đại kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Gia Bình số 1 đã tới rất gần. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời và chào đón thầy cô, chào đón các anh chị cựu học sinh khóa 1988-1991 trở về mái trường để chung vui với các thầy cô, với các thế hệ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các anh các chị khóa học sinh 1988-1991, sau lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường tới đây, nhà trường còn hướng tới kỷ niệm 55 năm, 60 năm thành lập trường. Từ nay đến đó, nhà trường mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của các thầy cô, nguyên là lãnh đạo nhà trường, sự quan tâm của các thầy, các cô, sự giúp đỡ của các anh chị học sinh khóa 81-90 để nhà trường tiếp tục nhận được những nội dung khen cao hơn như bằng khen của Chủ tịch nước, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, huân chương lao động hạng hai trong thời gian sắp tới. Với nội lực kinh tế, với những mối quan hệ và đặc biệt là tấm lòng của học sinh các khóa, trong đó có khóa chúng ta, nhà trường tin tưởng rằng những mục tiêu phấn đấu trên sẽ sớm trở thành hiện thực. Và vào ngày đó, nhà trường đã được chào đón các thầy, các cô và các thế hệ học sinh trở lại mái trường xưa. Kính thưa các thầy, các cô, vào chung niềm vui của khóa học 88-91 hôm nay, một lần nữa thay mặt các thế hệ, các thầy, các cô, các em học sinh, xin cảm ơn các thầy, các cô đã tình dành tình cảm cho khóa học. Xin cảm ơn khóa 88-91 đã dành tình cảm yêu quý cho nhà trường. Và xin được đón chào các thầy, các cô và các em, các anh, các chị về trở về với mái trường nhân dịp 50 năm vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Đến kỷ qua là sự đóng góp to lớn của lớp lớp các thầy, cô giáo và các thế hệ học sinh. Chúng em, những cựu học sinh của thế kỷ trước, giờ đây cùng nhau nhớ lại những ngày đã cùng bạn bè sống dưới mái trường này, nhớ lại tiếng nói thầy cô, tìm lại đã chấp cánh cho chúng em bay vào cuộc sống.